các bạn, thì mình cũng không nghĩ là hôm nay đi đến Cần Giờ là lại gặp cái cảnh bị chặn hai đầu của đường vào bãi biển luôn á. Bình thường là mình vào được, đi xe máy vào trong đó được. Rồi mình sẽ cho con đi dạo ra ngoài sát biển luôn để cho con dọc nước biển. Tại vì nhỏ lớn là bé chưa có ra biển lần nào hết. Nhưng mà bây giờ tình thế bắt buộc trong cái mùa dịch cúm này rồi thì thôi mình cũng phải tạm chấp nhận thôi. Mình không có làm gì được hết. Cho nên là có lẽ giờ kế hoạch mới của mình là mình sẽ đi ngược ra ngoài khỏi bãi 30 tháng 4. Rồi mình đi tìm quán nước, mình ngồi mình ăn hải sản. Do là em bé còn nhỏ quá, mình đang tập dần dần cho con mình đi xe máy, cho nên là chuyến đi này là mình chọn là đi Cần Giờ cho nó gần, bằng nửa đoạn đường đi Vũng Tàu. Cái gu của mình là gu đi xe máy, xe mô tô, đi phượt này kia rồi các cái, cho nên là mình cũng hướng con của mình theo hướng đó luôn. Nhưng mà hơi bị buồn tí đó là hôm nay mình không có vào trong biển được. Nếu mình vào thì phải đi bộ vào trong đó. Thì trời này nắng quá, không có dắt em bé đi bộ từ bên ngoài vào trong bãi biển, xa quá luôn, thì không biết là bé có chịu nổi không, về bé bệnh nữa. Cho nên thôi mình quyết định để lần sau, vài tháng nữa đi, khi mà hết dịch rồi đó, ổn rồi đó, thì trong cái bãi biển Cần Giờ người ta không có làm hàng rào nữa cho xe máy chạy vào, thì lúc đó mình ra thẳng bãi biển luôn, nó thú vị hơn. Thì vài lời Dũng gửi đến các bạn như vậy để mà chia sẻ về cái tình hình trong cái mùa dịch cúm này. Có lẽ là các bạn cũng đã lựa chọn đi một nơi khác rồi, vì lý do là Dũng đi chơi lễ sau các bạn. Những người bạn của mình trên Facebook á, trong cộng đồng và trong cái club mô tô của Dũng á, thì cũng đã đi chơi hết vào những ngày trước rồi. Hôm nay Dũng đi thì Dũng xác định là Dũng đi sau các bạn, cho nên là mình cũng chỉ là chia sẻ cái tình hình thôi, chứ cũng không có đưa ra một cái gì để rút kinh nghiệm được. Ok, và là gửi đến các bạn như vậy. Các bạn, đây là bánh chén nướng giống như Đà Lạt thôi đó. Thì giờ Dũng ăn thử ở đây ăn như thế nào nha. Ngon. Trời nắng nóng, với lại mình đi là tâm trạng là ẩm thực, cho nên là mình ăn thấy cũng ok, cũng ngon á. Bánh chén cũng được, cũng ngon. Con muốn thử không? Con muốn ăn thử không? Hả? Ăn thử đi. Ăn trước đi, không có nhân. Cay á, có tương ớt cay quá. Như ăn coi chừng không được á. Thì mẹ bốc cho, lúc nào để chỗ ăn nơi mẹ bốc. Cũng được bạn, bánh chén cũng nóng giòn, ăn cũng dễ ăn lắm. Bánh tráng ngon. Thì trong bánh tráng mình thấy có vị tôm khô nè, trứng, phô mai, rồi hành lá, tương ớt, dưa ruốc nữa, có ruốc nữa. Ngon. Trứng là trứng cút các bạn, béo béo. Có cả bắp bên trong nữa các bạn. Ăn ok lắm. Đi ra biển mà ăn bánh tráng nướng của Đà Lạt. Xuất xứ nguồn Đà Lạt. Dũng vừa vào trong chợ để lấy bình đồ ăn của Dũng ra nè các bạn. Thì do là mấy ngày hôm nay là người ta mới có khách đông tí, người ta mình cũng thông cảm với người ta không kịp mà đem giao ra cho mình. Thì đi vào trong chợ là ba cái hộp đồ ăn của mình người ta để trên bàn chưa kịp đem giao, nên mình vào mình lấy luôn. Ok, vậy thì bây giờ Dũng mời các bạn cùng đi theo Dũng, mình đi dạo một vòng quanh khu vực này một cái, rồi xong rồi mình tìm chỗ mình ngồi mình ăn nha các bạn. Đây bạn, đây có cái ngõ vô, đây Dũng đi thử rồi có vô trong biển được không nha. Rồi các bạn ơi, người ta cũng lập chốt luôn. Để thực hiện việc lập chốt kiểm
soát dịch bệnh COVID-19, đề nghị khẩu trang trong suốt quá trình tham quan. Đây, mình vô chút biển luôn, chút biển cũng đẹp. Đây là cái cổng thứ hai đi vô trong bãi biển 30 tháng 4. Thì lúc nãy là Dũng từ hướng bên kia chạy qua đường nhựa ngoài đi qua đây để vào cổng bên đây, nó vắng hơn tí thì nó yên tĩnh hơn. Và mình quyết định là mình sẽ vào trong quán này. Mình đậu xe ở đây luôn, gửi xe trong đây cho con mình ngồi đây nó nghỉ cho mát. Thì do là ở đây cái view nó đẹp nè, cái quán cà phê view đẹp, có bãi biển luôn, mình ngắm biển đây luôn. Rồi tí nữa con mình nó nghỉ ngơi xong mình sẽ đưa con ra ngoài biển cho nó dọc nước biển một tí. Chỗ này người ta trang trí cái view nó cũng sạch, cũng đẹp, vắng vẻ nữa, thành ra nó an toàn hơn. Thì cái kế hoạch ngày hôm nay đi ra Cần Giờ nó cũng không được như ý lắm. Thông thường là Dũng ra thì Dũng sẽ được đi dọc theo cái đường D này nè, ngay bãi biển nè. Mình kiếm cái hàng quán nào thích hợp, mình vào mình ủng hộ nước. Còn đồ ăn thì Dũng mua ở ngoài chợ 30 tháng 4. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi do theo quy trình của những ngày trong mùa dịch. Thành ra mình cũng có cái ứng biến nó khác đi so với ngày thường luôn. Đây, con gái mình nó vô đây chơi lâu lâu được đi dạo một vòng, đi đường thật xa, thành ra bé có nhiều thú vị lắm, bé khoái lắm. Bây giờ hai cha con Dũng sẽ đi ra ngoài biển nha bạn. Mình đi ra biển, mình cho Nhi tham quan biển. Thì đó giờ Nhi chưa biết biển là gì hết. Ngày hôm nay được ba dắt ra biển chơi cho biết. Đây nè bạn, biển đây. Mấy cái lá thông nó rụng đầy cái nền gạch luôn. Quá wow, biển hay gì? Biển. Đã không con? Đã. Con thích không? Con thích biển không? Thích biển à. Nước kìa, chấm chấm đi. Ba chấm chấm đi. Ba con. Đâu con chỉ ba coi biển đâu? Biển. Biển đâu? Quá wow. Biển. Biển đã quá. Biển đã quá. Đây nè bạn, biển đã lắm mày. Đằng kia là Vũng Tàu đó bạn, núi mờ mờ đó. Còn hướng này là hướng vô trong cửa biển Cần Giờ. Hôm nay là bờ biển Cần Giờ. Hôm nay là trải dài từ đây, đường đi trên bờ biển tới tít đằng kia. Chúng ta phải đi bộ, không có được đi xe máy vào. Cho nên là một điều bất tiện vì bờ biển rất là dài. Toàn bộ khu vực này là hàng quán. Những ngày bình thường trong năm á, là mình được đi xe máy, cho nên là mình lựa chọn hàng quán rất là dễ, rất là thoải mái. Còn mùa dịch này chúng ta phải đi bộ. Wow, thích không? Đây là lần đầu tiên như ra biển. Đã lắm, đã lắm, đã lắm. Nè nè, con học chân xuống đây nè. Chấm chấm nè. Chấm chấm chơi với ba đi. Chơi chấm chấm với ba. Đã lắm nè, đứng đây, đứng đây. Wow, ui. Ô, tưởng Nhi sợ nhưng mà Nhi không sợ bạn ơi, Nhi khoái lắm rồi nè. Wow, thích không? Ui, chẳng ướt người con. Wow, wow. Thôi chơi gần đây thôi con, ướt ướt người. Không đi ra nữa, thì không đi ra nữa. Wow, con gái Dũng không có sợ bạn ơi, mừng quá. Nó dạng quá. Chơi ở đây thôi con. Nhi chơi trong đây thôi. Ướt đồ. Chơi ngay đây đi, chơi ngay đây nè, đừng đi ra nữa nha. Qua đây. Yeah. Yeah, đã quá. Đã quá. Ui 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 ui. Thích không? Thích không? Ui. Nhi thích lắm các bạn ơi, Nhi đang ghiền rồi. Về là vài tháng nữa Nhi lớn hơn, ba sẽ cho Nhi đi biển khác sạch hơn nha. Ok, tội nghiệp con gái Dũng quá.
do tình hình cuộc sống này kia các cái, thành ra mình cũng chưa đáp ứng được nhu cầu cho con. Mình cũng không nghĩ đây là lần đầu tiên đưa con gái ra biển mà ở một bờ biển nó lại đơn giản như vậy. Thì hy vọng là sắp tới mình có điều kiện mình sẽ cho con đi ở nơi đẹp hơn, chơi hai ba. Wow. Thấy không? Wow. Đã quá. Quá ơi. Đã không con? Thả tay ra, không ngậm tay. Dũng thì biển này Dũng bơi được. Nhưng mà lâu quá rồi, thể lực mình yếu rồi, thành ra để mà lội xa chắc là mình cũng lội không được đâu. Ủa ướt quần rồi. Ui. Đi. Vô đây. Ướt rồi, ướt đâu vậy? Ui. Ướt quần dài. Wow. Wow, đã không con? Thương quá. Ướt rồi, ướt đâu rồi? Từ từ, thôi đi lên nha. Đi lên nha, ướt rồi. Mình đi lên thôi. Hai vợ con mình đi vô trong nhà. Vô trong vô cái quán đó. Cho Nhi nó dọc nước một tí thôi, không dọc nhiều. Đi vô đi con. Vô mẹ. Ướt đít rồi. Rồi thay đồ cho Nhi thôi. Để mẹ lấy đồ mẹ thay nha Nhi. Cái quan thì cuối cùng hai vợ chồng Dũng cũng đã tìm được cái nơi ăn ở gần biển. Thì gia đình mình đến chỗ này mua nước ủng hộ và gửi thêm một ít tiền cà phê cho chị chủ quán để mà mình mua đồ ăn bên chợ, mình đi qua đây mình ngồi ăn. Mình hóng gió đây xong tí nữa mát mát mình sẽ đi về Sài Gòn luôn. Rồi Dũng mời các bạn tham quan qua cái view ở chỗ này nha. Cái này cái bờ đá thì đây nè bạn. Con đường ở ngoài đây nè là đi từ ở ngoài chỗ 30 tháng 4 mình đi dọc và xuống tới đây. Thì ở đây mình đi vô đây có cái công viên. Nếu mà mình đi tiếp về hướng này á là mình đi về cái chỗ bộ xương cá ông á, chỗ thờ cá ông á. Nhưng mà đây là khoảng nửa đường thì mình quẹo vào trong cái công viên này, nó có cái đập đá. Thì gia đình mình ngừng lại đây uống nước ủng hộ chỗ này và mình ăn uống luôn, ăn trưa ở đây. Bây giờ là khoảng 12:40 rồi. Đây chị chủ quán, mong mấy bạn ghé ủng hộ chị nha. Công viên. Rồi các bạn xem sơ qua cái view ở đây nha. Thú vị vô. Tính ra là chỗ này nó thú vị hơn là ở ngoài cái bãi 30 tháng 4 á. Nếu lần sau mình đi thì mình sẽ đổi vị trí luôn. Mua đồ ăn ở ngoài 30 tháng 4 rồi mình qua bên đây luôn. Ở đây thì sát biển hơn, nó thoải mái hơn tí. Thì ở đây cũng lâu lắm nha, cái bờ đá này là lâu rồi đó. Cũng mười mấy năm trước rồi, là 20 năm trước rồi là Dũng đi ra đây. Và một buổi chiều thì không có cái công viên này đâu, đây là bãi đất trống cát không. Mình chạy xe ra được tới đây nè, cũng dừng lại ngay đây luôn. Và mình và thêm hai người bạn nữa cũng đứng ngay đây hóng gió một tí rồi đi về trong đêm. Đó là lần đầu tiên mà đi ra Cần Giờ ban đêm luôn, rất là sợ. Bởi vì đi về đường Cần Giờ lúc đó chưa có phóng đường thì nó bằng phân nửa đường bây giờ thôi, và nó vắng lắm, heo hút lắm, không có đèn đường. Xa xa đằng kia là Vũng Tàu các bạn. Dài qua bên đây đó, thành phố Vũng Tàu đây các bạn.
Dũng nghĩ là chỗ này hợp lý á. Ê, chỗ này quá đẹp, thoải mái lắm, cũng rất là nhiều người đang nghỉ ngơi ở đây nè. Đó, có nhiều bạn lắm đang nghỉ ngơi tại đây, ăn uống rồi kia ở đây. Cũng may là mình cũng còn biết là chỗ này mình ghé qua, chứ ở bên kia để mà đi từ bên ngoài chỗ gửi xe đi vào một hàng quán để mà ngồi ăn á, ủng hộ nước á, thì nó xa quá, đi khoảng mấy trăm mét á. Con mình nó nhỏ nó phải nắng nữa, trời nắng lắm, mình không có muốn dắt con đi bộ vậy, do là mình đem nhiều đồ của em bé lắm. Để xem ở đây có món ăn gì không, order thêm. Chắc vợ mình thích ăn cơm chiên thì chắc để coi coi có thì mình order thêm cho vợ mình dùng. Mình có bán đồ ăn hả chị? Có đồ ăn trong quán Bung Gia. Cơm chiên thì bao nhiêu chị biết không? Cơm chiên bao nhiêu tiền chị hỏi giùm em. Cơm chiên đó hả? Cơm chiên khoảng như 80-100 gì đó. Dạ. Yeah. Là một dĩa hai dĩa hai người ăn dư sức á. Ê, nếu mà làm dĩa hai người thôi chứ dĩa mà dĩa 80-100 chắc nhiều lắm. Đúng rồi, dĩa đó là nếu mà mình ăn ít thì ăn được 3 người đó. Dạ, yeah, tại vì em có đồ ăn đây nó chắc làm cái loại một dĩa nhỏ đó thôi. Một dĩa đó hợp bự lắm. Dạ. Còn 50. Chị nói làm giùm em. Phần mà chứ nó không có bán 50 đâu, phần 80 gì. Bây giờ mua phần 80 đi. Dạ, về mua giùm em đi chị. Em hai chị bị ngang đâu cứ. Rồi cắm. Nó đảo gì vậy chị? Để anh cái đây bớt không... chị chờ tí xíu em dùng xong cái này, nếu mà đói em nhờ chị giúp giùm em nha. Các bạn thì Dũng review sơ qua nha, đây là những món mà Dũng mua. Đây là sò hai còi mình nướng mỡ hành, với lại ốc hương nướng mọi, rồi ốc móng tay xào tỏi. Thì sorry các bạn là đồ ăn cũng không được đẹp lắm, tại vì nó đã nguội rồi. Nhưng mình dùng một ít bia thôi, để mà tí nữa còn chở vợ con đi về nữa. Cũng hên là đồ ăn nãy giờ mình mua cũng 3 tiếng rồi, nhưng mà nó vẫn còn ngọt còn ngon, do mình mua đồ tươi. Chứ nếu mà mua đồ mà ngợp rồi thì có lẽ là chắc giờ cũng không còn ngon nữa. Đây Dũng thử cho các bạn xem nha. Đây là ngao hai còi thì thử là nó ăn rất là ngọt. Nó ngọt đó là nhờ cái mỡ hành nữa các bạn. Chứ nếu mà ngao này mà không á thì nó không có ngọt đâu. Còn ốc móng tay thì nó còn sống cho nên mình làm món lên nó giòn ngon, thì nó vẫn còn thơm của cái vị tỏi nên ăn cũng không có ngán. Chỗ này cái nước nó vẫn còn nữa bạn, người ta ăn nó không có ngán, nó không có khô. Ốc hương thì Dũng để nguyên luôn, nướng lên thôi, original thôi, mình nướng lên thôi cho nguyên chất, mình ăn. Ốc hương hồi nãy trong thao nó còn bò luôn, giờ mình ăn nó thì mình cảm nhận là cái vị nó giòn, nó ngọt thanh của ốc. Thì hải sản của Cần Giờ không có thua gì bên Vũng Tàu đâu nha bạn, bên kia kìa. Cho nên nếu mà bạn biết ăn hải sản thì các bạn chỉ cần đi Cần Giờ thôi. Lý do là bờ biển đó, bạn nhìn bờ biển đằng xa xa có ghe đó. Thì ghe Cần Giờ với ghe Vũng Tàu đánh bắt chung. Nhưng mà do cái nguồn nước là Cần Giờ là cửa biển, thành ra phù sa nhiều, hải sản nó phát triển tốt hơn, cho nên cái vị nó cũng ngon này, ngon hơn. Nếu mà lựa chọn, Dũng chọn ăn đồ hải sản tại Cần Giờ. Thứ nhất giá nó rẻ, hợp lý hơn, nó nhiều món hơn, và đồ ăn nó tươi nữa. Còn bên Vũng Tàu thì có thể là mình ăn món ít hơn nè. Rồi cái thứ hai là giá nó cao hơn,
cho nó là một nơi hot là du lịch. Rồi Dũng mời các bạn dùng bữa với gia đình Dũng nha. Xin mời. Đây là lần thứ hai con gái Dũng được đi ra biển nhưng mà không được tắm biển. Thì vài tháng nữa con mình nó lớn á, mình sẽ cho bé tắm biển. Dũng cho con Dũng đi bụi đời luôn, nay cho nó nằm giọng bữa cho nó quen. Gió biển hiu hiu vô nữa ha, nằm giọng nữa nè, thú vị. Lâu lâu cho nó bụi đời bữa cho nó ngủ, để lát nữa Dũng chở nó về với nó ngồi đằng trước cái yên xe nó ngủ gục nó nghiêng tới nghiêng luôn, Dũng kèm nó mệt lắm. Thì mình ăn uống thôi, còn cho nó ngủ mẹ nó dùng xong rồi và mẹ nó canh đó. Tí nữa có thêm món cơm chiên nữa thì mình sẽ ăn thêm món đó nữa, đang order. Không khí ở đây quá ok luôn, lần sau nhất định mình sẽ quay lại đây. Mình vừa nhờ chị chủ quán nước order dùm một hộp cơm chiên Dương Châu, phần này 80.000. Thì cái này 2-3 người ăn. Thì ra biển rồi Dũng không có ăn cơm hải sản, tại vì lúc nãy mình đã ăn hải sản riêng bên ngoài rồi. Mình ăn cơm chiên Dương Châu. Này mình cho một cái nước tương vô rồi. Trong đây người ta làm cũng giống như Dũng hôm bữa, thì có lạp xưởng nhưng mà họ lại có thêm là cà rốt vô nữa. Còn của Dũng thì hôm bữa không có cà rốt. Để mình dùng thử. Hộp cơm họ làm cũng tơi lắm mà nó không bị dính lại, nó khô giống như của Dũng hôm bữa. Ăn cũng ngon. Rồi món này đặc trưng là ăn là phải có nước tương nữa nó mới ngon. Còn nếu mà bạn nêm nếm luôn trực tiếp vô cơm lúc mà mình nấu thì nó lại khác nữa, không cần phải nước tương. Ok, xin phép các bạn Dũng dùng nha các bạn ơi.